Anh em có nhu cầu mua lick CF giá rẻ uy tín, hãy đến với shop lick rẻ 24h.com. Alo. À vâng, xin chào tất cả anh em nhá. Thì chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với clip ngày hôm nay. Thì hôm trước thì mình đã có test cái con M82A1 Jerry, nhưng mà là cái phiên bản màu xanh lá cây không ạ. Hôm nay mình test cái phiên bản màu hồng rồi nha. Màu hường anh em ạ. Ây da. Hội hoa đăng nhưng mà lại chơi cái chế độ giải cứu không ạ. Ôi, mới vào game có vẻ là hơi lag hay sao. Di chuyển nó còn bị đơ đơ này. Một thằng. Cái chế độ giải cứu này thì phải bắn 2 viên mới chết nha anh em nhá. Là 2 viên 3Z, nếu như anh em bắn AWM thì không chết luôn được đâu. Ba thằng này. Ui. À, thì ra là mày cứu đồng bọn mày đúng không? Chạy đi đâu, chạy đi đâu. Cái chế độ này chơi cũng vui phết này anh em. Đấy, hôm nay thì test con Barret này, với lại test luôn cái chế độ hồi sinh này luôn cho anh em coi chơi luôn. Ngày trước nó ra cái chế độ bên sếp QQ, người ta chơi cái chế độ nhiều lắm. Bên Việt Nam mình ít chơi. Hôm nay tại sao về kênh 10 lại chơi chế độ này ta? Kênh 10 này lại vui vẻ thế nhỉ, vui tính thế nhỉ. Ây da, nó bắn ở đâu ta? Cứu tôi với ông ơi. Đúng rồi, hợp lý bạn ơi. Chơi cái chế độ này nha anh em, là phải đi gần với đồng đội rồi không nó bắn chết đấy. Ui ôi, luôn lên này. Ồ, bắn nó, đúng rồi. Cứu. Đâu, mày dám bắn tao, dám sự bắn tao. Hay quá anh em. Được phết nhờ, chế độ này vui đấy. Và cờ là hỗ trợ nhiều nhất. ta. Nào, thằng nào bay qua HL không? Một thằng này. Rồi, đâu, từ. Ây nó bò được rồi, anh em ơi, nó bò mất rồi. Đừng để cho bọn nó qua là nó cứu cái thằng kia ấy anh em ạ. Ồ, một thằng nữa này. Ủa, xong tôi rồi, ăn hai thằng rồi anh em ơi. Nhưng mà không giết được nó. Khả năng đồng đội nó cứu rồi. Cứu, tôi lướt này. Hay lắm. Xuống đây, xuống nước này. Ôi giời ơi, cứu tôi. Ok, cảm ơn bạn nha. Hay quá. Rồi, hai thằng, tôi bắn trúng hai thằng nhưng mà không thằng nào chết cả anh em ạ. Bò này. Bò với chúng tôi à. Đỉnh mệnh, bắn hai thằng mà liếm được bắn tổng cộng là bắn ba thằng ấy chứ. Bắn ba thằng mà ăn được có một thằng không ạ? Buồn vãi chưởng. Con Barret M82A1 này thì nói chung là một trong những cái khẩu súng mà ít anh em dùng nhất. Nói chung là mình thấy là anh em ít dùng nhất. Thường thường anh em dùng Barret là anh em hay dùng những cái khẩu như kiểu là lốt bồ gôn hay là bon bét hay là iron gì đó, mấy con đó thì anh em mà hay dùng. Ngày mai có thằng này, kệ đi, bỏ đi. Có B có thằng nào không? Ra đây sẽ đào điểm danh cái nào. Ê, vẫn hẻm A này, phút hẻm A này, chuẩn bị lên này. Lên đây. Đâu nhỉ? Ngồi. Ê, còn thằng nữa này. Ê, vẫn còn thằng nữa. Rồi. Làm gì chúng tôi? Nào. Bướng với chúng tôi à? Lên mạnh lên anh em. Trong B này. Ôi trời ơi. Quay lại là bắn tin thế. Từ xuống. Cứu. Cứu nhanh. Ây ui. Hay quá. Anh em mà không cứu được tôi để nó bắn chết tôi. Vui phết nhỉ anh em nhỉ. Đi cái này mà không đi cùng đồng đội á, nó bắn cho không chạy được ấy.
Đây này, cầu bi này, ra đây, ra đây. Úi dồi, một thằng. Bò đi, bò đi. Ờ. Bò đi, bò đi, bò đi. Lên thẻ ba luôn anh em ạ. Mày bắn này, mày bắn này, chơi liên thành. Chơi liên thành với tao ạ. Mày chơi liên thành với tao ạ. Úi dồi, không chạy được kìa. Định mạnh thế nó vẫn đục được. Ôi thôi chết rồi, đồng đội ở xa quá. Cứu, cứu, cứu anh em ơi. Ôi, nó ra nó dí tụi rồi. Chết tụi rồi, cứu tôi. À, tao này bỏ, bỏ, tao này bỏ. À, mày bỏ tao à, bỏ à. Nó định bỏ để cho đồng đội mình ra để nó bắn nó. Cứu đi. Ơ kìa. Cứu đi. Ồ, hay quá. May quá, ông này không cứu. Ông kia ông không cứu được hay sao á. Không cứu được hay là không biết cứu hay sao. Thằng lửa đâu rồi? Đây. Trời ơi, làm ba mạng luôn. Uy tín luôn anh em ạ. Bên kia có vẻ hơi yếu. Đây, đứng kề đây. Kề ở đây, thằng nào nó bay qua ấy thì là mình bắn chết, nhưng mà khả năng mà mình dứt điểm được nó để giết được nó thì chắc là hơi khó, tại vì nó vướng cái thành này. Nó bò qua cái đầu A ấy, nó bị khuất luôn. Lên 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 lên. Mày làm gì, mày làm gì? Ngồi im, ngồi im. Đúng rồi, lên đây với tôi. Nào. Hay quá. Hỗ trợ hai phát. 6-0 anh em ạ. Bên kia bất lực rồi, bên kia bây giờ là buông súng rồi. Thì thoảng đổi gió sang những cái chế độ này chơi cũng vui này, hay là đào tẩu, hay là anh em chơi chế độ trốn tìm ấy, chơi cái chế độ mà giải mã trốn tìm cái thứ ấy, chơi mấy cái đấy cũng hay phết. Em mạnh lên anh em mạnh lên. Chỗ cầu có một sao ấy, cầu có một thằng ấy. Đây, xe này, ra đây. Ra đây. Hai mạng. Thơm thịt. Có khi là 14 không trắng ta. Bên mình bắn hơi bị ấy đấy, hơi bị chất đấy. Ú, tà tà, lướt không ngoài này. Lên. Nhẹ thôi, bình tĩnh thôi. Đúng rồi, lên nào. Móc lướt. Tao nghe cái phốt rồi, đầu A một thằng này anh em. Lên dí luôn. Đâu rồi. Ê, cái địch cầu mệnh. Trời ơi, trong A vẫn đồng thế. Mình tham kinh quá, quả chết oan uổng thật. Mình thấy cái thằng đầu A nó chạy qua chứ. Không sao, win là được anh em ạ. Đôi khi phải hổ báo tí thì nó mới ăn được nhiều kin. Ồ, ui đông thế. Ui đông lắm. Đây là nước này. Nào, chạy đi. Ôi, cầu B có. Ui, nó bắn trúng một viên M200 rồi. Hẹo luôn. Bủng quá, ngồi xem TV rồi anh em ạ. Úi giời ơi, quỳ chưa? Hay. Cầu B ai? Có một thằng cầu B ai? Ông này trên cầu không biết gì luôn này. Đầu B đấy. Hẻm B. Úi giời ơi. Ủa hay. Tưởng đâu nó clear luôn chứ. Bắn này được ít kin ta. Bắn cái chế độ này được ít kin nhỉ anh em nhỉ. Nào. Ôi cái địch công mạnh, có một thằng chạy kìa. Cứu. Ôi ông kia cũng bị bắn làm luôn. Trời, xong luôn tôi rồi. Móc nước lên nhà này. Để làm hai thằng luôn ạ. Hay lắm. Cứu nó kìa. AB.
Hay. Hay. Một thằng lưỡi như ở quý B hay sao ấy. Hẻ ma này. Ui thôi xong rồi. Xong rồi, hẻ ma đấy, hẻ ma đấy. Ôi sao ông này, ông này ông cứ có cái vòng tròn trên đầu nhỉ? Ông này là ông ấy không cần được súng à? Là C4 đi. Lúc B. Rồi xong luôn rồi. Rồi tưởng đâu ăn thêm bằng lửa. 9-1 rồi. Tưởng đâu 14 không trắng chứ. Tiếp tục là anh em. Dài cầu A chơi nha. Ôi kê này. Quỳ gối này. Nào. Ôi kìa. Á, tưởng chạy được. Nào. Quỳ chưa? Quỳ hết lượt chưa? Nào. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Cứu cứu cứu. Cứu tôi, cứu tôi. Chém nó, cứu. Trời ơi, không cứu, để sao đi chém nó sao ta? Này trong B đấy, hay. 10 round được 17 kill anh em ạ. Cái chế độ này sao nó ít kill đấy ta? Từ từ thôi, từ từ thôi. Để nhắm cái thằng HL đã. À. Đi nước có một này. Ôi ơi, thế mà nó vẫn chạy được kìa. Nào. Mày chạy đi, chạy đi. Đừng đâu chạy được nữa. Đâu ấy? Ui, trong B, định mệnh mình bắn tóe nó rồi. Cứu, cứu, cứu. Ai cứu tôi với? Hay quá. 11-1. Quá áp đảo. Mình hỗ trợ, mình hỗ trợ nhiều phết đấy. Nào. Nào. Đùa với chúng tôi à? Lấy nước, lấy nước. Ôi, ông Hiếu rồ xì kìa. Ông bị mình bắn chết cái là ông ấy thoát luôn ạ. À, ra ra, không biết là ra lấy hàng nóng hay ra làm gì đây. Ôi, lúc B, lúc B, lúc B. Ê, 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 ê. Ê, thằng này láo nha, thằng sorry này nha. Dám chém tao à? Tí mà gặp nó phải chém nó mới được anh em ạ. Bị cung mệnh. Nhờ mình quả, mình cũng tham quá, mình định tính mình ăn thằng trong B. Nhưng mà kẻ mà quay ra cứu đồng đội thì ngon, cứu cái thằng ở dưới B thì ngon, mình tham quá. Ôi hội này không đi câu A luôn hả? Ờ đó, đi thế phải ngon không? Ôi nó chạy mất rồi, không đục được nó rồi. Ờ, hay. Hay, còn thằng nữa. Hay quá. Tuyệt vời anh em ơi. Ăn hành cả dễ. Chứ không ăn hành à. Lại kia cầu anh em ạ. Ờ. Ồ, đừng để cho thằng kia nó qua. Nó qua là nó cứu anh em ạ. Ồ, hay lắm. Ồ, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đâu rồi? Ây trời ơi, cứu, 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 cứu. Có ai không nhở, có ai không nhở? Cứu tôi với. Cứu tôi với, bê này, bê đây. Ôi, cứu. Ok, vô danh ơi. Ok. Mày chạy đi, thằng cầu A này. Bắn tao đúng không? Vừa bắn tao đúng không? Chạy đồ ta. Ôi. Đi bị bắn trúng mà nó chạy nhanh thế nhở? Bò này. Ai. Ok, tất cả clip của mình cũng xin được kết thúc tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những clip sau.
Bye bye.